Long Thiên Ban Phúc, dạy cho Tam Thanh Tứ Chính, Pháp Thông Linh, vũ khí Triều Nguyên Đạo Chuyển Kinh, thủy hỏa đan xen về thánh giới, tu thân diện tính lên thiên đình, tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người. Thái tử, đừng làm lỡ giờ. Quỳ bái Ngô Hoàng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Độc Cô Thiên Hạ, Dị Đồng. Ngọn đèn này có thể kéo dài tuổi thọ thánh thượng thật sao? Bảy phách của thánh thượng toàn nhờ vào Thất Tinh Bảo Đăng duy trì. Nếu trong 7 ngày đèn chính không tắt thì có thể tăng tuổi thọ 12 năm. Bệnh tình thánh thượng nguy hiểm nhất vào mùa đông. Nếu như trụ qua được mùa đông giá rét thì sẽ tăng tuổi thọ phúc đức không hết. Quốc sư pháp lực thông thiên đã lập công lớn đó, quá khen. Công lao làm phép bày trận đâu sánh được với đại chủng tỷ đứng đầu hòa giải trong ngoài, giữ gìn đại chu quốc thái dân an chứ. Ta thấy ngài mới là công cán không ai bì được. Chúng ta làm thần tử ra sức cho thánh thượng là bổn phận. Hai chúng ta bắt tay hợp tác, đại chu ắt sẽ bền vững lâu dài. Mời.
Ông chủ, bán cho con cá. Có ngay. Con này thế nào? Bao tươi. Được, con này đi. Được. Con gái ta, đừng nói là canh cá, cả cháo cũng không biết nấu. Lệ Hoa, ta mà có phúc được bằng một nửa liễu đại nhân là tốt rồi. Hôm nay là sinh thần cha ta, không thì ta chả thèm xuống bếp đâu. Cứu mạng. Đừng có chạy. Đừng có chạy. Đừng có chạy. Răng của ta. Tiểu cô nương, lo chuyện bao đồng sao? Người túc đặc tới thành Trường An hâm he dọa nạt. Là Ỷ Minh Đông đó à? Đúng vậy, Ỷ Minh Đông chứ gì. Hiếp người quá mà. Chả ra gì, các vị. Không phải bọn ta làm dữ, mà là tên này làm hư bảo bối của ta ở Sòng Bạc. Nãy người thắng ta biết bao nhiêu ván rồi, mà còn để ý cái này sao? Gì mà cái này? Đây là bảo đao hoàng gia mà vua Y Tự Sĩ đệ nhị, vương triều Tác Tang, nước Ba Tư từng sử dụng. Giá trị ngất trời. Ta đã phải dốc hết vốn liếng mới nhập về được. Vậy sao? Cho ta xem được không? Cô cẩn thận đó. Cô có hiểu đau không? Xem thử là biết thôi. Đồ giả. Một lố đao thế này chỉ có giá 2 sắp lụa, tức 4 quan tiền. Đồ giả 1 quan tiền mua được cả mớ. Tiểu nhà đầu này, thiếu đánh giá. Tài thật, cô nương này giỏi đấy. Đúng vậy. Cảm ơn. Đi nhé. Nữ hiệp, nữ hiệp. Nam buồn. Thảm quá đi. Ai thế? Ai thế này? Đây mà ngươi cũng không biết à? Liễu đại nhân đó. Ông ấy là Liễu đại nhân. Liễu Trường Phong, Liễu đại nhân. Thảm quá đi, ai làm thế? Cha. Tránh ra. Các người tránh ra cho ta. Kẻ nào hại thế? Ngươi là ai? Mã Thất, hữu vũ vệ phủ phủ vệ. Liễu thống lĩnh là gì của cô? Ông ấy là cha ta. Xin tiểu thư nén đau thương, sự việc hệ trọng. Ta phải đưa ông ấy về phủ vũ vệ liệm trước. Chờ tra rõ chân tướng sẽ báo cho tiểu thư, rồi chung cất đại thống lĩnh tử tế. Không được, ta phải đưa ông ấy đi. Bỏ ra. Bỏ ra. Hạ quan chỉ phụng lệnh làm việc. Xin tiểu thư đừng làm khó bọn ta. Phải làm sao ta mới được đi cùng? Trừ khi có thánh dụ. Đây. Mời. Chuyện gì? Cha ta chết bất đắc kỳ tử sát treo cổng thành. Người của phủ phủ vệ đã đem xác đi. Ta cũng hết cách. Cô đi đi. Lễ tình bình thường cha ta và ngài chỉ là bạn rượu. Ta mê rượu. Ông ấy tử lượng tốt. Chỉ thế mà thôi. Ngài không giúp thì ta đi tìm Cẩm Lân Sĩ. Cẩm Lân Sĩ. Hôm trước thôn Cổ Nguyên bị thảm sát, Cẩm Lân Sĩ có hơn 20 người hy sinh. Ngài nói gì? Hôm nay thống lĩnh Cẩm Lân Sĩ xác treo cổng thành. Hai vụ án chắc chắn có liên quan. Đây là vụ án lớn. Trước khi sáng tỏ,
tốt nhất cô đừng sinh sự. Lệ Hoa, nếu con muốn đi điều tra án thì lấy thân phận gì? Chuyện của ta không cần ngài lo. Bàn Nhược, linh kiếm cất trong hộp, chất chứa duyên và tình, kiếm tâm không thể tắt, thần duyên không vướng tình. Lệ Hoa, nào ăn cá đi. Đây, không đánh nữa, không đánh nữa. Ta tên Tiêu Cát, là Cẩm Lân sĩ dưới trướng đại thống lĩnh Liễu Trường Phong, không có ác ý. Tiêu Cát, cha có nhắc với ta huynh tới có việc gì. Liệu thúc có ơn cứu mạng ta, ta hay chuyện của thúc ấy nên tới nhà xem thử. Sau khi Cẩm Lân sĩ giải tán, chỉ còn vài người ở lại thành Trường An. Liệu thúc lại bị người ta treo xác. Chuyện này đối với Cẩm Lân sĩ ta là họa sát thân. Huynh là người tổ mai phục. Cô không sao chứ? Không sao. Lệnh, đây có phải lệnh bài thống lĩnh của các người không? Phải. Nó có thể điều động Cẩm Lân sĩ phải không? Chuyện này mau nói, có được không? Được. Đưa ta đi gặp họ. Đi thôi.
Cẩm Lân Sĩ vốn là mật sứ thân tín của hoàng đế, cũng từng trải khắp hoàng thành. Này, làm hai danh ẩn tích hết. Lão Tào, ăn cơm thôi. Để ta giới thiệu, con gái Liễu Trường Phong đại thống lĩnh, Liễu Lệ Hoa. Hân hạnh hân hạnh. Lão Tào, chủ tiệm lương thực. Tiểu Ngư, người làm quán rượu. Hai người họ đều thuộc tổ mai phục. Cả thành Trường An chỉ có hai người à? Sao thế được? Ba người, cả ta nữa. Nhăn nhở. Cẩm Lân Sĩ, ai đấy đều vô công rỗi nghề, quen thói bài bạc sao? Nhảy canh. Ta chỉ đi coi thôi, lại bài bạc. Thôi thôi, đã bảo bao nhiêu lần rồi mà cứ không nghe. Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Hai vị, giúp ta tìm một người. Gửi Liễu Trường Phong. Gửi Liễu Trường Phong. Lòng không yên, khó mối cầu. Người đành lòng nỡ phụ nhau thế này. Đời này kiếp này, từ biệt qua trang giấy. Ali, là sao? Ali, ta biết. Đó là người khám nghiệm tử thi giỏi nhất trong Cẩm Lân Sĩ mình. Cha từng nói với ta, mẹ đã mất khi ta còn rất bé. Mất rồi. Nhưng mỗi khi ta hỏi tới tên mẹ, ông ấy đều buồn bã không nói. Ta nghi người tên Ali này chính là mẹ ta. Có lẽ bà giúp được chúng ta. Cũng muốn tìm mẹ. Người lắm lời quá đó. Có điều chân trời gốc bể, cũng muốn tìm ra bà ấy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Biết đâu bà ấy sống không xa đây. Ở ngoại thành Trường An thì sao? Ngoại thành Trường An, sao cô biết? Đôi mắt ta thấy được thứ người khác không thể thấy. Nhưng có vẻ cũng không linh lắm. Thứ người khác không thể thấy. Lẽ nào cái gì? Mau tìm người đi, mau mau mau. Nhớ phần cơm ta. Đi thôi đi thôi. Gì thế này? Mau lên đi. Kệ họ đi, họ là thế đó. Vậy giờ mình theo ta đến một nơi. Ăn cơm rồi hẳn đi. Cứ như thể âm ti ấy. Đa số nội tạng trong xác đều biến mất. Trên người đều có vết cào. Tư thế chết rất dị. Đứng lại, ai đó? Cẩm Lân Sĩ tra án. Cẩm Lân Sĩ chẳng phải chết hết rồi sao? Cẩn thận. Lại là cô. Sao? Tới thôn này cũng cần thánh dụ à? Thế thì không cần. Nhưng ta khuyên các người, nơi này tà ma nổi dậy, tốt nhất đừng coi lại. Việc tra án đã có phủ phủ vệ.
Lệnh bài của tổ hành động. Lạ thật, sao quanh đây là không có xác của Cẩm Lân sĩ? Chắc người của phủ phủ vệ đưa đi rồi. Lệ Hoa, nó thấy được ta. Nó thấy được ta. Ai thấy được cô? Rắn to. Rắn to. Là báo ứng. Báo ứng. Chắc là người sống sót duy nhất. Báo ứng gì? Đứa con khác loài. Đứa con khác loài. Đứa con khác loài. Ý ngươi là người trong lòng sao? Hắn do quỷ sinh ra. Nơi này tà quá. Giờ thì hay, ngọn lửa này đốt sạch mọi manh mối rồi. Quên xem họ có giống tới trà án không. Không giống. Giống phi tan hơn. Phủ phủ vệ cái quái gì? Có vấn đề. Phủ đại chủng tỷ. Mã thất phủ phủ vệ có việc bẩm báo. Đại di tỷ, mời bà tướng quân. Không cần bịt mặt à? Nguy hiểm quá, bình rút thôi. Đây là túi thơm của cha ta. Cha ta từng đến đây. Cô chắc chắn là của đại thống lĩnh chứ. Hình thêu này không sai được. Chẳng lẽ đại thống lĩnh bị ai? Ra đây, ta đi dụ họ. Đi. Có thích khách, có thích khách. Cẩm Lân sĩ.
kẻ tàn sát thôn Cổ Nguyên và Cẩm Lân Sĩ, cướp đứa con khác loài đi, chẳng lẽ là ngươi? Độc cô thiên hạ, người có được độc cô sẽ có thiên hạ. Nhưng có những người không xứng có được thiên hạ. Ngươi là ai? Có mục đích gì? Ta sao nửa đêm đột nhập phủ đại chúng tể? Gì cơ? Sao có thể? Mùi thuốc nồng thế. Tám phần là đây rồi. Chắc vậy. Đi hỏi thử. Đại thúc, cho ta hỏi thăm. Ali, Ali Coco sống ở đây phải không? Bái kiến tiền bối, tại hạ Tào Xuân, thuộc tổ Mai Phục Cẩm Lân Sĩ. À, Ali Coco, lần này bọn ta phụng lệnh tới gặp mặt, thực ra là để báo Coco đại thống lĩnh. Tiền bối đã đắc tội rồi. Các người về nói với ông già đó, dù ông ấy gặp vấn đề nan giải gì, ta cũng không giúp nữa đâu. Mười mấy năm trước đã nói cạn lời rồi. Không phải, không phải, không phải. Tiểu bối, đại thống lĩnh mất rồi. Cha, 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 Lệ Hoa, Lệ Hoa, cha. Cuối cùng cô cũng tỉnh. Ta làm sao vậy? Hôm qua ta thoát được họ rồi, về tìm cô thì cô đã ngất trong rừng. Hôm qua. Ừ. Bàn giao nè. Tìm thấy người rồi. Rót ta một ly với. Đừng dội. Ôi chân ta. Bà ấy đâu? Tìm thấy người rồi, nhưng bà ấy không muốn ra khỏi căn nhà của mình. Chắc là đuổi hai người ra đấy nhỉ. Bà ấy nói muốn bà ấy giúp thì đem vụ án qua đây. Thế là bà ấy muốn khám nghiệm à? Huynh theo ta tới phủ Tùy Quốc Công một chuyến. Lệ Hoa, sao cô tới đây? Lần này ta tới để nhắc nhở Quốc Công gia phải đề phòng Vũ Văn Hộ. Sao lại nói vậy? Vũ Văn Hộ và Quốc Công gia cùng phò tá thánh thượng, nay thánh thượng bệnh nặng, chính là cơ hội tốt để Vũ Văn Hộ thành trường phe đối lập. Những năm qua phu thê ta như đi trên băng mỏng, không dám sải chân bước nào. Họ ra tay với Quốc Công gia thì sẽ tổn hại danh lợi mà thôi. Nhưng nếu vì bốn chữ độc cô thiên hạ thì sao? Lệ Hoa, lời phu khống đại chúng tể cô nghe đâu ra thế? Sao giờ ngày mới tới? Đi. Ta chỉ thích món này. Được đó,
Xem cái này đi, khá thật. Ngài cũng uống đi. Dương đại nhân nghĩ, chỗ ta có xứng danh tao nhã độc đáo không? Hoàng Bồn Chiêu đại chủng tể đích thân xây dựng, chạm trổ rường cột, quả là khác hẳn. Người đâu? Có, về báo phu nhân, đêm nay ta muốn say sưa cùng đại chủng tể. Không cần chờ. Dân, mời Tùy Quốc công. Mời. Cha ta từng, phu nhân, tùy tùng của lão gia về rồi. Lão gia đâu? Phu nhân, quốc công gia bảo tiểu nhân chuyển lời, nói đêm nay ngài ấy uống rượu với đại chủng tể ứng Hoàng Mộng Chiêu, nhắn phu nhân khỏi phải chờ. Long thể thánh thượng khó đoán, trận pháp tăng tuổi thọ của đại quốc sư mà có hiệu quả thật, tất nhiên là tốt. Nhưng nếu có sai sót gì thì thái tử có thể đảm đương trọng trách hay không là điều làm ta không khỏi âu lo. Đại chủng tể bần trăm công ngàn việc, lo cho nước cho dân là phúc của đại chu ta. Thái tử được đại nhân phò tá, sau này ắt thành nghiệp lớn. Ta phò tá thái tử tuy ở Đông Cung nhưng chưa từng hỏi han chuyện triều đường. Nhưng theo ta thấy, thái tử bộc lộ tài năng, thực chất là đang giấu tài. Đại chủng tể biết nhìn người tài, chuyện gì cũng nhìn thấu đáo, tại hạ không thể sánh kịp. Vụ án thôn Cửu Nguyên, quốc công gia có nghe nói chứ? Nghe nói tử thương thê thảm, phủ phủ vệ đã bắt đầu điều tra rồi. Ngay cả Liễu Trường Phong, thống lĩnh Cẩm Lân sĩ, cũng bị treo sát cổng thành. Có thể thấy hung thủ không tầm thường. Không biết ai có bản lĩnh đến thế. Bất kể là ai, chỉ cần gây bất lợi cho đại chu, ta ắt khiến cho hắn chết không toàn thây. Quốc công phu nhân, tốt nhất đừng vào trong. Không phải ta làm, không phải ta làm, không phải ta làm, không phải ta làm, không phải ta làm. Phu quân, chàng không sao chứ? Không phải ta làm, không phải ta làm, không phải ta, không phải ta. Và nói tiếp đi. Lúc ta vào thì thấy hung khí ở trong tay quốc công gia, to gan, coi cho trăm lá gan ta cũng không dám. Cầm sư và ca kỹ đều thấy cả, họ ở ngoài cửa kìa. Là tiên sinh, Thiền Thanh Nhi, hai người nói gì đi chứ? Vũ Văn đại nhân tinh thông âm luật, tối đêm nay tại hạ đang khúc không hầu này bị sai âm điệu, trong cơn nóng giận đã đuổi bọn ta ra. Phu nhân,
quốc công gia ác sẽ được giải quan. Nhưng trước lúc đó phải đưa về cho thánh thượng phán xét. Mà thất xin cáo từ. Đợi đã, tại sao lại che giấu vụ án Tôn Cửu Nguyên? Không hề che giấu, lòng giam có người, trong đó nhốt ai? Không biết. Ngươi phụng lệnh ai tra án? Không thể nói. Hỏi ba câu không trả lời câu nào, thiếu hợp tác thế. Không, hắn nói hết rồi. Phu nhân, sau này nếu ta có cần gì, xin được mượn lính trong phủ của phu nhân. Được, cô cứ mạnh dạn điều tra vụ án này. Đa tạ phu nhân. Hoang bồng chiêu, cáo từ. Đi. Giống thật. Phủ phủ vệ. Đi, được. Lệ Hoa, Vũ Văn Hộ. Xin chào. Cho ta hỏi thăm, đây là ở trong. Được. Các người bản lĩnh thật, có thể đưa người từ phủ phủ vệ ra. Tiền bối, cha ta bị kẻ gian hãm hại, xin người. Cô đừng vào. Tiền bối, để ta. Người biết khám nghiệm tử thi? Ta vốn là người khám nghiệm ở Cẩm Lân Sĩ, sau đó tổ mạch phụ thiếu nhân lực nên mới điều ta sang.
Hai người đều vì mất hơn nửa nội tạng, mất máu quá nhiều mà chết. Chỉ là gì? Vết thương của họ không giống do người làm, mà giống ảnh thú nào đó moi ra hơn. Có điều Vũ Văn Hộ chết ở Hoàng Mộng Chiêu, sao lại có giả thú được? Lệnh bài Cẩm Lân Sĩ. Ông ấy gặp nạn vào hôm trước, hôm đó cũng là sinh thần của ông ấy, sống chết cùng ngày. Ông nghĩ ông trời trêu ngươi quá phải không? Người chết không thể sống lại. Giờ cuộc sống của bà già này cũng không khá hơn cô đâu. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Đây. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Chẳng lẽ đây là thuật khởi thi thất truyền đã từ lâu trong truyền thuyết, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, hay thử với hắn xem. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Tính từ tâm ra tâm động từ linh, linh động nhờ khí, khí động mà thành. Lợi hại quá đi. A Li tiền bối, Vạn Bối Tiêu Cát thật lòng xin học, mong tiền bối thu nhận. Đây là lá đinh hương ta điều chế, có công hiệu định thần vũ khí trừ tà ma. Đi thôi, ra ngoài đã. Tiền bối, có manh mối gì không? Tiểu tử Tinh Tranh lần trước tới đây, vừa gặp đã gọi cô. Người nên gọi là không gọi. Cô, những năm qua lão Liễu quả nhiên là nghe Vũ Văn Hộ ra lệnh. Tổ hành động là nghe lệnh Vũ Văn Hộ. Đây là cái này tìm được trong bụng cha cô. Cái chết của hai người này cực giống nhau. Cha cô và Vũ Văn Hộ đều chết vì mất máu.
Có điều xét từ vết tích giằng co ở hiện trường, sau khi hai người họ mất nội tạng, vẫn tỉnh táo được một khoảng thời gian. Thế đúng là cái lẽ thường. Với lại, vết thương không phải do dao găm gây ra, mà giống loài thú to lớn nào đó bộc phát moi ra hơn. Có khi nào là rắn to? Ta đã thấy mấy lần. Ở trong ảo ảnh dị đồng của cô sao? Mắt thấy chưa chắc là thật, huống chi là ảo ảnh. Trên đời này sao lại có rắn to thế được? Hai người có nghe nói về trận Thanh Vân Đài của Tiền Triều chưa? Cha ta có nhắc. Đăng tộc dùng bí thuật đổi mặt, thay thế quốc sư Tiền Triều và các quan viên quan trọng, suýt nữa mất nước. Đăng tộc cư trú nơi biên giới, nuôi dưỡng linh xà ở ngoại vực. Đại họa năm đó có một con rắn to hai đầu và cả đổi mặt ký sinh. Một khi thành công, lại có thể ký sinh vào những cơ thể mạnh hơn mình. Thế chẳng phải là trường sinh bất tử ư? Thật này cực nguy hiểm. Vì có nghề giấu quỷ gạt thần nên rất khó kiếm người ký sinh phù hợp, cần phải tìm người có mệnh cách thuần âm. Trong 100 ngày thi triển thuật không được tiếp xúc ánh mặt trời, không thì sẽ không thể cướp thân xác chủ hồn phi phách tán. Nếu là vậy, câu đố đã được giải đáp. Không ngờ đấy, võ công của một cầm sư lại lợi hại thế. Hai vị tới đây có việc gì? Hoàng Bồng Chiêu đóng cửa rồi, ngươi đừng vờn vịt nữa. Ngươi chính là hung thủ giết hại Vũ Văn đại nhân và Liệu thống lĩnh, tàn sát thôn Cổ Nguyên, diệt Cẩm Lân sĩ đều là ngươi. Ngươi thừa nhận đi. Không có bằng chứng, hai vị muốn ngậm máu phun người sao? Lồng sắt ở thôn Cổ Nguyên nhốt đứa con khác loài, hắn là mục tiêu của ngươi nhỉ? Báo ứng gì? Đứa con khác loài, đứa con khác loài. Mệnh cách cực âm là lựa chọn tối ưu cho bí thuật ký sinh của đặng tộc. Ký sinh? Ta đang sống yên lành, cần ký sinh để làm gì? Dĩ nhiên, vì thân xác ngươi hiện giờ chính là của đứa con khác loài đó. Tuy ngươi đeo vòng tay rộng thế, nhưng vẫn không che được vết thương do đeo gông cùm. Nếu ta đoán không sai, cổ chân của ngươi cũng có. Đặc sắc không gì bằng. Cảm lần sĩ biết kế hoạch của ngươi nên tới thôn Cổ Nguyên ngăn cản. Ngươi đi giết họ. Mục tiêu ban đầu của ngươi là giết Vũ Văn Hộ, nhưng không ngờ cha ta đột nhiên xuất hiện nên ngươi sẵn tay giết luôn ông ấy. Sau cùng ông ấy không địch nổi ngón trò nham hiểm của ngươi nên bị ngươi hại. Vậy tại sao ta phải giết Vũ Văn Hộ? Vì Vũ Văn Hộ bất tử độc cô tính,
Còn ngươi, muốn trả thù cho Độc Cô Tính, ta nói không sai chứ, La tiên sinh? Hay ta nên gọi ngươi là Diệp Thiên Giáo? Diệp Thiên Giáo, lâu lắm không nghe thấy cái tên này. Năm xưa ngươi và Độc Cô Tính yêu nhau, nào ngờ gặp phải loạn đàn tộc. Ngươi vì cứu ông ấy nên hy sinh. Tất cả mọi người đều tưởng ngươi đã chết ở Thanh Vân Đài. Không ngờ ngươi ký sinh thành công nhờ bí thuật đàn tộc. Đáng tiếc ngươi vẫn phải dương mắt nhìn người mình yêu cuốn vào tranh đấu đảng phái, bị người ta bức tử. Nên những năm qua ngươi ẩn mình, chắc là để tìm ra thân xác hoàn hảo thích hợp hơn để ký sinh, sau đó báo thù cho người yêu. Cô có chứng cứ gì? Đêm cha ta gặp nạn, khi gặp ngươi đã nói ngươi là ai, có mục đích gì? Diệp Thiên Giáo. Di cơ, không thể nào. Nên hai người có quen biết? Khi ngươi nói tên mình, dáng vẻ khó tin của cha ta là phản ứng thường có của người thấy kẻ chết hồi sinh. Cô có mặt vào tối đó à? Ta có một thiên phú nhỏ, có thể nắm được manh mối vụn vặt về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Tuy lần nào cũng trời đạt, khó thấy toàn cảnh, nhưng cũng đủ cho ta hiểu ra rất nhiều chuyện. Thiên phú này thật đáng ngưỡng mộ. Nói vậy tối đó cô không hề thấy ta? Đó vẫn chỉ là suy đoán của cô, không thể xem là chứng cứ. Tai đàn của Không Hầu Phượng Thủ là thứ cha ta nuốt trước khi chết. Cái này ngươi làm mất lúc đang đánh nhau với cha ta nhỉ? Nên sau đó khi diễn tố, chuyển tông hẳn phải sai lệch. Phủ Văn đại nhân tinh thông âm luật, bảo đêm nay tại hạ đàn khúc Không Hầu này bị sai âm điệu. Cái này tìm được trong bụng gia cô. Thì ra động tác đó của Phủ Văn Hộ là gãy đàn. Đúng vậy, tuy họ đã chết, nhưng họ đều cùng tố giác hung thủ. Tỉ mỉ, mau mồm mau miệng là hạt giống tốt để làm cẩm lân sĩ. Tiếc là không sống lâu được. Tiêu Cán, cẩn thận ngân châm, có thuốc tây. Cô không thể chạy thoát rồi. Trăn trối gì không? Ta có một chuyện không hiểu.
Nếu không giải đáp, chết không nhắm mắt. Độc cô thiên hạ, người có được độc cô sẽ có thiên hạ. Nhưng có những người không xứng có được độc cô, càng không xứng có được thiên hạ. Độc cô thiên hạ có liên quan gì đến Vũ Văn Hội? Độc cô Già La có một tỷ tỷ tên độc cô Bàn Nhược. Trước lúc xuất giá, bà ấy từng có mối nghiệt duyên với Vũ Văn Hộ, sau cùng phải chịu kết cục bỏ mạng. Ra là vậy. Nên người không xứng có được độc cô vốn là chỉ Vũ Văn Hộ. Ngoài điều đó ra thì có thể gọi là suy diễn hoàn hảo. Kế hoạch hành hung của người cũng được gọi là hoàn hảo. Cái sai duy nhất là không nên giết cha ta. Chỉ tiếc các người không phải đối thủ của ta. Vả lại, các người không đem đủ người đối phó yêu ma quỷ quái, đâu cần sức người. Trong 100 ngày thi triển thuật không được tiếp xúc ánh mặt trời, không thì sẽ không thể cướp thân xác chủ, hồn phi phách tán. Vừa đúng giờ. Cô chọn tới đúng giờ Mão, hao tâm tổn trí câu giờ. Không ngờ ta lại thua trong tay một tiểu cô nương. Ta Ta muốn cô, muốn cô chết chung. Chết, chết rồi sao? Bí thuật giải rồi, chắc người không sao. Hai người dám đột nhập phủ phủ vệ, cản trở việc phá án cướp xác đã thương người khác. Giờ ta bắt hai người. Những gì cần khai bọn ta khai cả rồi, sao vẫn không thả bọn ta ra? Nói với các người đó, ngài tới sớm rồi, ta còn tưởng ngài sẽ điềm tĩnh hơn. Thái tử điện hạ, sao cô biết là ta? Phủ phủ vệ canh phòng cung cấm, tuần tra kinh thành, vốn có trách nhiệm với thiên tử, nhưng nay hoàng thượng bệnh liệt giường, không có tâm sức để lo. Vậy tướng hỏi, kẻ dám giải Tùy Quốc Công đi một cách công khai ngay trước mặt quốc công phu nhân khi không có ý chỉ của hoàng thượng, ngoài thái tử một nước ra thì còn ai được? Mã Thất đó, ta vốn tưởng hắn là người của Vũ Văn Hộ, không ngờ được hắn là người của ngài. Giờ Vũ Văn Hộ đã chết, ngài không còn mối lo gì nữa. Đáng sợ nhưng cũng đáng yêu. Vậy hẳn cô cũng biết giam cô là ý của ta nhỉ? Nhưng ta không biết lý do ngài làm vậy. Quốc sư nói trận pháp tăng tuổi thọ cho phụ hoàng, bị sát khí hai phụ án Liễu Trường Phong Vũ Văn Hộ xung đột, vì thế cần mở đàn bày trận lần hai vào giờ hợi đêm nay. Lúc đó chẳng những bổn cung sẽ tới cầu nguyện, mà còn lên đàn tế đốt xác gia cô và Vũ Văn Hộ. Chỉ có thế mới giữ được ánh lửa của Thất Tinh Bảo Đăng. Ngài dám?
cô xem đi. Chính vì ta sợ cô kích động làm hỏng việc nên chỉ đành để cô thiệt thôi. Cướp xác đã thương người do một mình ta làm, ít nhất phải thả Quỳnh ấy ra. Bổn cung chấp thuận, thả tên nam ra. Đi. Náo nhiệt quá. Làm gì thế này? Làm gì thế? Long thiên ban phúc, dạy cho tam thanh tứ chính pháp thông linh, ngũ khí triệu nguyên đạo chuyển kinh, thủy hỏa đang xen về thánh giới, tu thân dưỡng tính lên thiên đình, tiên đạo quý sinh vô lượng độ người. Long thiên ban phúc, dạy cho tam thanh tứ chính pháp thông linh, ngũ khí triều nguyên đạo chuyển kinh, thủy hỏa đang xen về thánh giới, tu thân dưỡng tính lên thiên đình, tiên đạo quý sinh vô lượng độ người. Hiển linh kia, thật đó hiển linh được. Phải, hiển linh rồi, hiển linh rồi, hiển linh rồi. Thần linh phù hộ, phù hộ, thần linh phù hộ, thần linh phù hộ, thần linh phù hộ, thần linh phù hộ. Hiển linh rồi. Thần linh phù hộ, 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 thần linh phù hộ. Rắn, có rắn. Bà già, mau chạy đi. Đừng ai hòng ngăn ta. Sao lại là dòng của Diệp Thiên Giao? Thì ra ngươi mới là Diệp Thiên Giao. Lại là cô, phá chuyện tốt của ta. Giờ mọi việc đã sáng tỏ rồi. Số cuộc ta sơ hở chỗ nào?
Thật ra điều thật sự làm ta ngẫm lại cả vụ án là thân thế của La tiên sinh đã xác nhận sinh thần bát tự khớp hết. Năm đó Độc Cô Tính chạy sang nước khác, thê tử kết tóc đầu tiên của ông ấy, La Thị, đã tự vẫn để tránh phải liên lụy ông, nhưng để lại một đứa con khác loài. Bao nhiêu năm trôi qua, không ai thật sự thấy dáng vẻ của đứa bé này. Thực ra La tiên sinh không phải họ La, mà là họ Độc Cô. Hắn là trưởng tử của Độc Cô Tính, bị bắt tề giam lỏng hơn 20 năm. Độc Cô La, người hết mực yêu thương Độc Cô Tính, dù thế nào cũng sẽ không mua hại con cháu ông ấy. Sau khi được thả, Độc Cô La lưu lạc giang hồ, một lòng muốn về Trường An, nhưng lại sợ rơi vào tay Vũ Văn Hộ, nên chỉ đành tạm ở lại thôn của Nguyên ngoại thành. Trước đó ngươi tới thôn Cửu Nguyên là muốn nhanh chân hơn Vũ Văn Hộ, bảo vệ Độc Cô La. Không ngờ trong lúc này gặp phải Cẩm Lân sĩ đến trễ một bước, để không ai biết tung tích Độc Cô La, ngươi đã diệt sạch Cẩm Lân sĩ. Thú vị. Còn lần này ngươi đến là để phá trận pháp tăng tuổi thọ, từ đó đạt mục đích giết hoàng đế Đại Chu và khống chế thái tử Đại Chu. Lúc đó người có thể ký sinh vào thái tử, nhường ngai vàng cho Độc Cô La. Đó là cách người yêu Độc Cô Tính sâu đậm, dùng cả đời để thực hiện vốn chữ Độc Cô Thiên Hạ cho ông ấy. Các người đã biết hết thì cùng chịu chết đi. Bà già, bà già, bà già, bà già, bà già. Giác kiếm này đâm vì cha ta Liễu Trường Phong.
Lệ Hoa, cẩn thận. Tiêu Cát, đánh vào tim nó. Tiêu Cát, bà già, bà già tỉnh lại đi, nhìn ta đi bà già. Cô bà già, cô sư phụ, cô ta không sao. Túi thơm này ông ấy vẫn còn giữ. Cha ta luôn đem túi thơm bên người. Đồ ngốc, đây là thuốc giải trụ. Đã bao nhiêu năm qua rồi, bà già, bà già, cô tỉnh lại đi bà già, cô sư phụ, bà già sư phụ, cô bà già, cô Ngươi, các ngươi cũng đi. Rõ. Lệ Hoa, đa tạ phu nhân giúp đỡ. Có một chuyện ta muốn nói con biết. Con không phải con gái Liệu thống lĩnh. Con do tỷ tỷ ta Độc Cô Bằng Dược sinh ra. Năm xưa tỷ tỷ có nỗi khổ khó nói, không thể không giao phó con cho Liễu Trường Phong, đại thống lĩnh Cẩm Lân Sĩ mà tỷ ấy tin tưởng nhất nuôi dưỡng. Độc Cô gia ta trải qua hết kiếp nạn, cuối cùng có được ngày hôm nay, nên ta muốn con nhận lại tổ tông. Kể từ hôm nay, ta và Quốc Công gia sẽ là cha mẹ con. Lệ Khoa là máu mủ Dương gia, cũng là con gái ngoan của Độc Cô gia. Từ nay về sau,
nếu có ai ăn nói sằng bậy sẽ là chống đối phụ quốc công. Quận chúa Phạm Phúc cha, lần sau nhớ đừng làm mất nữa. Đi thôi. Mấy hôm nữa ta định cùng sư trưởng rời Trường An. Từ nay du ngoạn núi sông, đi khắp chân trời, có lẽ sẽ khó gặp lại. Tiêu Cát, ta giao lệnh bài này cho Quynh, mong là có một ngày Quynh có thể thay cha ta chấn hương Cẩm Lân Sĩ. Nào, từ từ thôi. Đây là gì? Bông vải ạ? Ướt chưa? Ướt rồi. Để đây, để đây. Còn đây là gì? Vẫn là bông vải. Lần này ướt không? Không ạ. Tại sao thế? Không biết ạ. Cái ly này là cha, còn cái này là con. Cha sẽ luôn bảo vệ con. Lệ Hoa, không còn sớm nữa, đi thôi. Liễu Phủ.